Hôm nay là mùng 9 tháng 4 2022, bệnh nhân này là bị viêm khớp gối hai bên này. Cái này chính là cái bệnh thấp khớp ngày xưa đây, hay nghe nói đến này. Viêm khớp này bệnh nhân này tiếp xúc với bùn nước nhiều, nhà làm đầm à? Vâng ạ. Ngày xưa Nó đau nhiều là mấy hôm nhỉ? em đau đến nửa nửa tháng rồi, Nửa tháng nhỉ? nó cứ dâm dỉ đâu. Cố gắng lên nhá. Vâng ạ. Được rồi, ok. Nhà mình ở Liễu Trì, Mê Linh, Hà Nội. Vâng ạ. Nghe nhà bà Lúc mà.